Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh An Thái Ô Tô. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn cái dàn lạnh của con Hyundai Tucson. Đây các bạn nhìn cái mã này, hàng đô quân nhé. Mã của nó 97139 2S00, hàng là nhập khẩu Hàn Quốc. Mở ra móc tem ra đây. Tem ra đây, hàng xịn luôn đấy. Đấy cái dàn này có cả ngày sản xuất luôn, 28 tháng 6 năm 2020. Đấy, nó vẫn là thuộc dàn đúc nhá. Đây. Hôm nay mình sẽ đo kích thước. Kích thước này. Dài của nó là 29,5. Đều 29. Rộng này. Rộng là 24,5. Chiều dày của nó là 3,5 phân, gọi là gần 4 phân. Đây là cái bích của nó bị rơi ra này. Đấy. Những cái dàn xịn Hàn Quốc này là cái trên những cái bích này là người ta làm, người ta chỉ làm cái lắp chụp như này thôi, không như những cái dàn mà của bên Trung Quốc họ sản xuất đâu nhé. Đấy, Trung Quốc họ sản xuất đấy là cái này là người ta bịt kín luôn, mà người ta lén không khí vào trong cái dàn này luôn. Đấy, khi nào mình thay thế là có cái đoạn này là mình lấy cái ốc ra cái là không khí là nó xì ra. Riêng dàn của Hàn này là gần như là người ta không làm cái việc đấy. Này, những cái dàn này tất cả cái bao bọc của cái dàn này là đều có cái mút mút bốn xung quanh. Nhìn cái chất xịn này. Chất xịn này bao giờ nó cũng là nhìn nó hơi hơi xỉn xỉn một chút nữa. Nó không được bóng loáng đâu, cái chất nhôm xịn bao giờ nó cũng thế. Thả cái dàn này nó đặc dàn lạnh thì nó có mỗi một dòng xe hoặc mỗi loại xe thì nó có một cái đặc trưng khác nhau, như cái còng da này, cái còng da da van như thằng như xe Tucson ấy, là cái còng nó nhìn nó rất là độc đáo này, nó uốn lượn này ra tận ngoài này, chứ không phải là dàn lạnh này, không phải xe nào nó cũng giống xe nào đâu nhá. Người ta sản xuất là mỗi một loại xe nó sẽ khác nhau đấy, một dòng xe nó sẽ khác. Mình vừa giới thiệu qua cho anh em cái dàn lạnh lắp trên con xe Hyundai Tucson. Nếu mà anh em muốn tìm hiểu cái dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ qua số điện thoại 076 908 633. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.